Vitamin C thì không được kết hợp với cả retinoid này, nó sẽ làm phản tác dụng của nhau này, có phải là như vậy không? Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với bác sĩ Ngọc 4 cách để có thể kết hợp vitamin C và retinoid để mang lại chúng ta một làn da chống lão hóa, sáng, mịn và khỏe đẹp nhé. Xin chào cả nhà, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Ngọc. Và mình là Nguyễn Ngọc, bác sĩ da liễu. Và ngày hôm nay chủ đề của chúng ta là về cách kết hợp của vitamin C và retinoid. Bác sĩ Ngọc sẽ chỉ ra 4 cách cho các bạn. Và trước khi đi vào chủ đề này thì bác sĩ Ngọc muốn mời các bạn hãy tham gia vào trong group Skincare Khoa học cùng bác sĩ Ngọc này và like fanpage bác sĩ Nguyễn Ngọc nữa. Hàng ngày bác sĩ Ngọc biết là có rất là nhiều bạn mới đến với kênh YouTube này. Và nếu các bạn còn chưa tham gia vào hai cái cộng đồng này thì các bạn hãy nhanh chân tham gia nhé. Hàng ngày các bạn ở hai cộng đồng này thì trao đổi với nhau rất là sôi nổi. Chúng ta cứ đặt câu hỏi là sẽ có người trả lời. Và để làm rõ về video ngày hôm nay thì bác sĩ Ngọc sẽ chia ra làm hai phần nhé. Phần đầu tiên là nói về những quan điểm cũ về vitamin C và retinoid, và phần thứ hai đó là sẽ chỉ ra những cái cách, 4 cách để có thể kết hợp vitamin C và retinoid thật là hiệu quả. Và đi vào phần đầu tiên là những cái quan điểm cũ từ ngày xưa về retinoid và vitamin C. Thì cái điều đầu tiên ngày xưa theo quan điểm cũ đó là vitamin C và retinoid thì sẽ không thể nào kết hợp được với nhau do là cái độ pH hoạt động nó khác nhau. Các bạn biết rằng là vitamin C, L-ascorbic acid thì nó sẽ hoạt động ở độ pH là dưới 3,5, tức pH khá là thấp. Còn đối với cả retinoid thì sẽ là hoạt động ở pH là từ 5 đến 6 là cái pH sinh lý của da. Vì thế cho nên là hai sản phẩm này mà kết hợp cùng với nhau thì sẽ khó hoạt động. Và cái điều số 2 đó là retinoid là cái thành phần tan trong dầu và vitamin C là thành phần tan trong nước, cho nên là hai thành phần này thì sẽ không thể kết hợp được với nhau. Các bạn biết rằng là retinoid hay còn gọi là vitamin A gốc rượu, thì các bạn biết không, những cái nhóm vitamin tan trong dầu thì lần trước bác sĩ Ngọc đã có lấy một cái ví dụ cho các bạn rồi, đó là những cái nhóm mà nó sẽ có thể có một cái câu rất là hay, đó là anh đi em khóc, tức là vitamin nhóm A D E K, viết tắt của A D E K, anh đi em khóc đấy. Thì vitamin A là một cái dạng vitamin tan trong dầu, và vitamin A đường bôi retinoid thì cũng là một dạng tan trong dầu. Còn đối với cả vitamin C là vitamin tan trong nước, vì thế trên này quan điểm ngày xưa là hai sản phẩm này thì sẽ không thể kết hợp được với nhau. Và một cái quan điểm thứ ba đó là hai sản phẩm này đều rất là dễ kích ứng, như là retinoid thì cũng có thể gây kích ứng đúng không ạ, ít nhiều cũng có thể gây kích ứng. Còn với cả vitamin C, LAA, L-ascorbic acid thì nó sẽ rất là dễ kích ứng, nhất là những bạn da nhạy cảm thì không thể dùng được. Vì thế cho nên quan điểm ngày xưa đó là hai sản phẩm này thì sẽ không thể kết hợp cùng với nhau, bởi vì nó sẽ càng gây ra cái hiệu ứng kích ứng cao hơn. Và quan điểm cũ là như vậy, còn thực tế thì sao ạ? Thực tế thì là nói đến vitamin C không chỉ là cái dạng LAA mà còn là có rất là nhiều dẫn xuất của vitamin C nữa. Thì bác sĩ Ngọc cũng đã có phân tích ở trong cái video lần trước về vitamin C rồi. Thì chúng ta biết rằng là có rất là nhiều dẫn xuất của vitamin C, thì cái độ pH không phải là độ pH giống như là vitamin C mà dưới 3.5, mà có rất là nhiều loại mà pH của nó sẽ ở gần với cả độ pH trung tính của da, đó là pH từ 5 đến 6, cũng là gần với cả pH của retinoid. Và sẽ có nhiều dẫn xuất của vitamin C thì nó sẽ không gây kích ứng và có thể dùng được cho da nhạy cảm. Và cũng có nhiều dẫn xuất của vitamin C là dạng dẫn xuất tan trong dầu, và vì thế cho nên là những cái quan điểm cũ từ ngày xưa là vitamin C không thể dùng được với retinoid thì nó vẫn là không phù hợp đúng không ạ? Và các bạn biết rằng là vitamin C thì nó sẽ có rất là nhiều công dụng về chống oxy hóa này, nó là một cái chất chống oxy hóa, tức là nó sẽ giúp trung hòa những cái gốc tự do này và làm giảm cái hoạt động của cái gốc tự do ở trên da để chúng ta chống lão hóa tốt hơn này. Và bên cạnh đó thì nó cũng tham gia vào quá trình kích thích tăng sinh collagen này và làm sáng da này, mờ thâm hiệu quả. Còn retinoid thì sao ạ? Retinoid thì bác sĩ Ngọc cũng đã có phân tích rồi. Retinoid thì cũng sẽ có những công dụng về hỗ trợ về vấn đề sắc tố này, và sẽ giúp cho chúng ta giảm nếp nhăn này và làm sáng da, chống lão hóa. Vì thế cho nên là khi kết hợp vitamin C và retinoid thì nó sẽ càng tăng cái hiệu ứng mà chống lão hóa cho da tốt hơn này, làm sáng da này, giúp tăng sinh collagen thật là tốt. Vì vậy cho nên là không tội gì mà không dùng kết hợp đúng không ạ? Vấn đề là chúng ta sẽ kết hợp như thế nào cho hiệu quả thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào phần 2, đó là 4 cái cách để có thể kết hợp vitamin C và retinoid. Thì đầu tiên chúng ta chú ý rằng cái dạng LAA, L-ascorbic acid, là dạng vitamin C nguyên bản thì chúng ta sẽ chỉ dùng khi mà da chúng ta không phải là một làn da nhạy cảm và đang có nhiều mụn nhé. Thì khi mà dùng dạng LAA này thì nó sẽ tối ưu được công dụng của vitamin C, đó là công dụng chống oxy hóa tốt này, chống lão hóa tốt này, làm sáng da, trị thâm rất là tốt và kích thích tăng sinh collagen hiệu quả. Và cái cách đầu tiên để chúng ta kết hợp với cả vitamin C với cả retinoid đó là chúng ta sẽ dùng vitamin C vào buổi sáng và retinoid vào buổi tối. Và khi mà dùng vitamin C vào buổi sáng như vậy thì nó sẽ tăng cái khả năng chống oxy hóa và bảo vệ da dưới tác động của tia UV và chống gốc tự do tốt hơn. Và có bao nhiêu bạn ở đây thì đang dùng vitamin C kết hợp với cả retinoid rồi ạ? Các bạn có thể giơ cánh tay không ạ? À, có thể là rất là nhiều rồi đúng không? Và có thể chúng ta đang chưa sử dụng đúng thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi ở những cái cách tiếp theo nhé. Cách số 2 để có thể kết hợp vitamin C với cả retinoid đó là chúng ta sẽ dùng cách ngày. Vitamin C bác sĩ Ngọc đang nói đến cái LAA mà cho những bạn da không quá nhạy cảm nhé. Thì đương nhiên là không quá nhạy cảm, nhưng mà khi mà chúng ta kết hợp cùng vitamin C và retinoid, nếu mà dùng cùng một ngày sáng vitamin C tối retinoid thì ít nhiều những bạn mà mới dùng chúng ta có thể sẽ
có thể gặp phải tình trạng là hơi kích ứng. Thì nếu như mà đối với cả những bạn mà mới dùng thì chúng ta có thể dùng cách ngày thôi. Ví dụ như là một ngày vitamin C này, một ngày retinoid này, rồi lại một ngày vitamin C rồi lại một ngày retinoid. Cách ngày ra như vậy thì chúng ta sẽ hạn chế cái bị kích ứng hơn. Và cách số 3 để mà kết hợp cùng với cả vitamin C và retinoid trong một cái buổi skincare thì chúng ta có thể bôi vitamin C với cả retinoid cùng vào buổi tối. Thì nên chú ý rằng là đối với cả vitamin C LAA thì độ pH của nó là pH thấp dưới 3,5, cho nên là chúng ta sẽ theo cái nguyên tắc là pH thấp thì sẽ bôi trước, retinoid là pH 5 đến 6 thì chúng ta sẽ bôi sau, và chúng ta sẽ bôi vitamin C trước, sau đó thì 30 phút sau chúng ta mới dùng retinoid. Như vậy thì sẽ giảm khả năng kích ứng nếu như chúng ta bôi cùng một lúc, và thêm nữa là sẽ không ảnh hưởng đến cái độ pH hoạt động của nhau. Và cuối cùng cái cách số 4 đó là khi mà chúng ta không dùng vitamin C LAA, chúng ta có thể dùng dẫn xuất của vitamin C, thì cách sử dụng nó còn dễ dàng hơn rất là nhiều. Thì thậm chí chúng ta có thể dùng cùng một lúc, ngay sau khi dùng vitamin C chúng ta có thể dùng luôn retinoid, không phải có thời gian chờ đợi. Vì có rất là nhiều dẫn xuất của vitamin C, nó là cái dạng dẫn xuất mà có thể tan thông dầu này và có thể có độ pH rất là gần với cả retinoid. Chúng ta sẽ cùng theo dõi một số loại dẫn xuất sau đây. Ví dụ như là ascorbic glucoside này thì sẽ có pH từ 5 đến 7 này, hoặc là TDHA, viết tắt của tetrahydrocyanidin ascorbate, là có pH từ 5 đến 6 này, hay là dạng MAP hay gọi là magnesium ascorbic phosphate thì sẽ hoạt động ở pH từ 6 đến 7. Thì đó là một vài loại dẫn xuất của vitamin C mà có độ pH phù hợp với cả retinoid, và chúng ta sẽ có thể bôi sát thời gian với nhau. Và hôm nay thì bác sĩ Ngọc đã trả lời cho các bạn một câu hỏi là vitamin C thì có thể bôi cùng được với cả retinoid hay không, và đã chỉ cho các bạn 4 cách để có thể kết hợp vitamin C và retinoid trong cùng một cái skincare routine. Bác sĩ Ngọc sẽ tóm tắt lại này. Vitamin C kết hợp với cả retinoid hoàn toàn có thể kết hợp được, nếu như mà da các bạn không quá nhạy cảm thì có thể chọn vitamin C LAA, L ascorbic acid, còn nếu các bạn da nhạy cảm thì có thể lựa chọn dẫn xuất của vitamin C là những cái dạng mà nó ổn định và nó ít kích ứng hơn. Và những cái kết hợp trong 4 cách thì cách đầu tiên đó là chúng ta sẽ bôi vitamin C vào buổi sáng và retinoid vào buổi tối. Cách thứ hai đó là chúng ta sẽ có thể bôi cách ngày vitamin C và retinoid. Cách thứ ba đó là chúng ta sẽ bôi vitamin C trước, sau đó thì 30 phút sau chúng ta bôi retinoid. Và cách thứ tư, cách cuối cùng đó là chúng ta sẽ dùng dẫn xuất của vitamin C, chúng ta có thể bôi sát thời gian với cả retinoid được. Và chú ý rằng là dùng vitamin C kết hợp với cả retinoid thì chúng ta vẫn cần phải chú ý chống nắng đầy đủ nhá. Chúng ta chống lão hóa, chúng ta trị thâm, chúng ta làm sáng da mà chúng ta quên mất bước chống nắng thì sẽ không còn hiệu quả gì đâu. Và hy vọng là qua video ngày hôm nay thì đã mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và rất là dễ hiểu về vitamin C kết hợp với cả retinoid. Chúc các bạn sẽ luôn luôn có một làn da đẹp, và hãy ấn đăng ký kênh YouTube của bác sĩ Ngọc này, ấn thêm vào hình quả chuông nữa để hàng ngày chúng ta sẽ có thể gặp bác sĩ Ngọc nhiều hơn trên kênh YouTube này. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.